Xin chào các bác nhé, xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bác và xin giới thiệu với các bạn cái cách để ngâm được cái bình rượu tín khẩn đây nhé. Tên gọi là bình tín khẩn thôi, nhưng bình này thì gồm tầm 7 vị, 6 đến 7 vị thảo dược của dân tộc kết hợp lại với nhau nhé. Rồi, thì đây là một cái bình các bác này. Đây là một cái bình này gồm 6 hoặc 7 vị kết hợp lại nhau thì chúng tôi đóng gói gửi cho các bác là một cái bình như này và đã có một ít rượu bên trong để bảo quản thuốc. Còn các bác về thì các bác lại phải bỏ ra xếp lại vào cái bình của các bác. Các bác ngâm rượu nhá. Bây giờ tôi sẽ mở cái bình này ra các bác xem cùng nhá. Rồi. Rồi. Như này mà đổ vào rượu vào thì nó ngập quá, không được. Đây. Bác sẽ cho sang cái bình này nhé. Rồi cái bình này cũ của tôi đây có một ít rượu rồi, nhưng mà không sao, tôi sẽ bỏ ra. Rồi các bác cứ lần lượt là xếp sang bên này là xong thôi, không có gì cả. Rồi. Đơn giản chỉ có thế thôi các bạn, không có gì. Rồi. Đây toàn rễ cây của đồng bào dân tộc người ta đóng nhé. Nếu mà có hỏi cụ thể tôi chỉ biết một số loại rễ thôi. Ví dụ như là đây cái rễ rễ này thì tôi không biết này. Cái này thì tôi không biết là rễ gì. Nhưng mà cái rễ này thì tôi biết. Đây. Đây có thể gọi là cái rễ mú tần thôi các bác nhé. Mú tần đây này. Đấy, còn cái rễ này thì tôi không biết. À, tôi biết trên đầu thì tôi sẽ nói cho các bác biết. Trong quá trình làm này thì cái video nó hơi rung một chút, các bác xem thì hơi khó xem. Đây nhá, đây là một loại nữa này. Đây nhá. Loại này giống như cái dây ba kích. Đây. Cái dây này ta sẽ giữ lại tí, ta sẽ xếp lại. Đây một loại nữa. Loại này thì nó giống giống thôi nhé, không biết có phải hay không, chắc không phải. Nó giống giống cái kiểu khúc khắc ấy, nhưng mà không đoán được, không đúng không. Tên của cây dân tộc thôi nhưng mà không phải khúc khắc đâu các bạn, nói vậy thôi. Còn đây. Đây là cái na rừng này các bác nhé. Đây là na rừng đây, đây là múi, một múi na rừng đây. Các bác có thể gọi hỏi gọi nó là tín khẩn cũng được nhé. Tín khẩn cũng được. Đấy. Rồi sau khi bác bỏ sang thì đây cái dây này các bác cho vào giữa cũng được nhé. Đây là cái loại này nó đây cái lá này, này, lá mềm mềm này, này, này. Lá mềm mềm này, này, này. Nó chính là đoạn này này. Đấy thì người ta thường gọi là cái loại cỏ ngô hay là cỏ ngọt, cỏ ngô là đúng hơn. Rồi. Đấy, cái bình rượu thì đã được cho sang xong rồi. Bây giờ ta sẽ lấy rượu, ta sẽ tráng cái bình này ta cho vào đây nhé. Ta đổ rượu vào là xong các bác nhé. Rồi bây giờ ta đổ rượu vào đây các bác nhé, cái đổ ngập tay này được. Còn nếu mà các bác có bình to hơn, các bác thể ngâm bình to hơn được nhé. Bởi vì
một cái bình này này đấy, mà xếp đầy ấy là các bác ngâm với lại 10 lít rượu nhé. Đây tôi lấy rượu tôi đổ đầy đây cho bác. Rồi. Rượu đã được đổ đầy và chúng tôi chuẩn bị đóng nắp. Các bác sau khi làm xong thì các bác đóng nắp lại nhé, rồi các bác điền ngày tháng vào đây, rồi các bác để vào trong bóng mát nhé. Thời gian ngâm các bác cứ ngâm 100 ngày cho đảm bảo cho các chất rượu ra nó chỉ cho các bác dùng. Rượu này uống rất là thơm và ngon, là có tác dụng bổ dương rất là tốt. Các bác có nhu cầu sử dụng cái bình rượu mũ tuần này, tín khẩn này đấy, thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340 345 nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video tiếp theo nhé.